Ngày xưa chưa biết Lưu Linh là thằng nào. Giờ đây mới biết Lưu Linh là thầy. Biết thế này uống rượu từ ngày xưa đến bây giờ chưa muộn người ơi. Nhà hàng hôm nay lại cải tiến à? Hôm nay lại có cả nhân viên mặc váy à? Ông ra gọi. Ôi dồi ôi, tôi khổ với ông bao giờ nữa đây. Em lại rượu. Không rượu thì lại thơ, không thơ lại rượu. Anh nói thật với em là bây giờ cái bằng nguyên tử của anh về thì cũng chẳng làm được gì. Ngoài việc đưa con đi học thì uống rượu rồi chờ em về thôi. Uống rượu với mấy người bạn tốt thì nó là tiên tiểu mà. Ôi, làm sao mà em quan mang anh nhiều thế? Tiên tiểu cái gì? Ôi dồi, cái đôi giày của tôi. Đôi giày của em làm sao? Sao đưa anh đánh lại cho. Ôi dồi ôi, cái đôi giày của tôi mua cho ông ngày hôm qua. Và bây giờ ông thay bằng cái đôi tổ ong nghìn lỡ như này là sao? Em mua cho anh một đôi giày á. Hả? Ôi dồi ôi. Bao nhiêu tiền? Đôi giày ngày hôm qua tôi mới mua 4 triệu, có biết không? Thế thì hay quá. Em mua giày cho anh, em lại không mua tất. Thế là đi giày không tất thì là đi đất còn hơn. Cho thằng ấy nóng chân, cho thằng ấy chết. Ui giời. Được, 4 triệu quá rẻ. Như thế này tôi không thể nào, tôi chịu được ông thêm một lần nữa. Chịu. Nói tóm lại nhá. Ly dị. Ly dị á? Người nghe nó quen quen. Nghe nó ở báo nó ly dị là thế nào? Ly dị là thế nào à? Là tối hôm nay tôi mời ông bà ngoại, ông bà nội đến để xem cái bộ mặt của ông, xem có ai chịu nổi được ông không. Ngày nào ông cũng uống rượu rồi những tật hư thói xấu của ông tôi sẽ nói cho ông biết nhá. Thế là nói với ông bà nội ngoại á? Thế phải to chuyện thế á? Ôi dồi, vợ yêu rồi nên anh bảo. Rồi anh sẽ chiều em. Bạn bè anh nói rồi là lấy vợ trẻ là phải chiều. Anh chiều em hết mực. Bây giờ em nói gì anh cũng nghe, nhưng mà tuyệt đối không được nói cái câu ly dị, làm anh buồn lòng lắm nhá. Rồi bây giờ chỉ còn cách là gì? Bỏ rượu. Bỏ vợ, bỏ rượu này và bỏ vợ này. Chị nói gì đấy? Chỉ có bỏ rượu thôi. Được, nhưng mà làm cái gì nó cũng phải có tiến trình của nó. Bây giờ tới là cấm xe máy vào nội thành cũng phải có cái tiến trình của nó. Thế là em phải cho anh một cái quá trình, cái tiến trình của nó nhá. Quá trình gì? Để cho anh còn biết được. Anh bỏ cho nó đúng cái trình ấy. Nhá. Nào. Thôi được rồi. Một cái quá trình thì tôi sẽ cho anh thời hạn. Thời hạn. Như nào? Thời hạn để ông bỏ rượu. Một tuần bỏ được không? Một tuần thì không được. Không được. Cho anh một cái tiến trình nó dài hơi ra. Để anh còn bỏ từ từ, rút dần dần nhá. Một tháng. Một tháng à? Một tháng là đến mùa trăng khuyết rồi, mùa trăng nó lại đầy phải không vợ yêu? Nó ngắn quá em ạ. Thôi rồi, một năm. Một năm. Một năm có nghĩa là xuân đi rồi, xuân tới đúng không? Một năm vẫn không được. Một năm không được. Lần cuối nhá. Năm rưỡi. Năm rưỡi. Năm rưỡi. Lần này không được tôi đi đấy. Năm rưỡi thì được. Năm rưỡi được. Hứa rồi nhá. Hứa thì thơm anh một cái. Đúng năm rưỡi là. Hứa rồi nhá. Rồi, hứa năm rưỡi rồi nhá. Rồi, bây giờ đi đón con này. Xong rồi qua đây đón chồng về nhà ăn cơm. Hứa với em rồi nhá. Đúng năm rưỡi.
Bỏ. Lần này mà không được đâu. Liệu hồn đấy. Ngày xưa chưa biết Liêu Linh là thằng nào. Đêm nằm mơ thấy mỹ nhân nằm trong chai rượu. Uống hết rượu rồi không thấy mỹ nhân đâu. Mỹ nhân đâu rủ đi, ông giang còi nhớ, hứa với trả hẹn nhớ. Trời ơi, ông hứa với tôi như thế nào hả? Anh hứa với em là như đinh đóng cột luôn. Ông bảo bỏ rượu mà. Thì anh bỏ luôn. Này, đâu? Anh là thằng đàn ông có lông nách là anh có lông nách. Ông hứa cai rượu một năm rưỡi cơ mà. Bây giờ em nhìn đồng hồ xem. Mấy giờ? 5 giờ 15. À, đã đến 5 rưỡi đâu. Ôi, tưởng anh chưa sang, đã kịp trốn trong này rồi. Sao lúc nào cũng trốn trong này thế? Khổ quá. Tại bố em khó tính nên anh phải chui vào trong cái nơi mà hương thơm ngào ngạt thế này đấy chứ. Nhớ quá, nhớ cái con chim lợn bé bỏng của anh quá. Nhớ em hay nhớ chim? Nhớ chim. À, biết ngay nhá. Nhớ em, nhớ em. Ơ, thế cái việc mà anh nhờ em ý, có làm được không? Em xin lỗi nhá, em hỏi bố em rồi. Bố em bảo là đấy là công thức gia truyền 5 đời nhà em, không truyền cho người ngoài được. Cái gì ạ? Sao anh nói mua? À không, ý anh là cái con chim cu kia kìa. Khổ quá, nó định lao xuống, nó thả bom vào đầu em. Thế là anh bảo nó là con chim cu đấy chứ. Anh này chẳng biết gì cả. Nhà em á, không chỉ có mỗi con chim cu đấy đâu. Còn có cả chim đồng này, chim nuôi này, chim cụt đuôi cho đến chim gãy cánh nữa. Chim có bộ lông óng ánh cho đến chim có lông đen tuyệt. Đấy, con nào mà gầy quá ấy, thì để ăn trao. Con nào mà thuộc loại tuyệt hảo ấy thì sẽ đem kho. Em cứ làm như một mình nhà em có chim ấy. Nói cho em biết nhá, anh là không chơi mấy cái loại chim đồng. Chim của anh ấy là chim nước ngoài, chim nguyên con. Em hiểu không? Chim Tây, chim Pháp, chim Nga, chim Canada, chim Thổ Nhĩ Kỳ, chim Armani, chim gì gì gì, chim gì cũng có nhá. Thế nhưng mà em có thấy nhà anh đông khách như nhà em đâu. Không hiểu sao chim nhà anh nhá, vừa to, ăn vừa ngậy, thế mà không có khách. Trong khi chim nhà em bé tí ti thì lại đông nườm nượp. Vấn đề không phải là to, vấn đề là công thức gia truyền. Khách ăn phải ngon miệng người ta mới quay lại chứ. Thế nên anh muốn hỏi em là em đi ăn cắp của bố em cái công thức đấy cho anh, để anh tham khảo thôi. Chứ anh không làm giống hệt nhà em đâu. Không được đâu. Sao lại không được? Thì bố em dặn rồi, không được lộ công thức ra cho người ngoài. Người ngoài là thế nào? Đây nhá, anh và em yêu nhau, đúng không? Mà yêu nhau rồi thì kiểu gì chả phải cưới nhau. Cưới nhau rồi thì chúng mình sẽ là người một nhà. Anh tính đến chuyện cưới em rồi á? Ừ, kiểu gì chúng mình chả phải cưới nhau. Khi đó thì công thức vẫn sẽ thuộc về anh thôi, đúng không? Anh còn tính trước luôn rồi cơ. Bây giờ cửa hàng của anh và cửa hàng của nhà em sẽ gộp lại thành một. Lúc đó anh sẽ đặt một cái biển hiệu thật to, có tên là Trung Chim. Trung Chim. Ừ, cái con chim lợn bé bỏng của anh vừa thông minh lại còn vừa xinh đẹp nữa chứ. Không được là không được. Không được à? Thì thôi anh về. Ai đấy, đứng lại đã. Cái gì đấy, người ta có thử một tí thôi mà đã giận bỏ về rồi. Giời. Tên 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 tên. Sao nữa? Hay là hun thì để anh nợ được không? Thế thì em cũng nợ công thức nhá. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Hun thì hun. Em nhắm mắt lại, nhớ là không được mở đâu nhá. Con ngu. Đấy. Dùi ôi. 30 tuổi rồi, lần đầu tiên em mới được người khác gọi hôn đấy. Đây. Này. Anh Quân. Này. Đã hết đâu. Vẫn còn công thức nữa mà. Xin được bác chào bà. Chào bác. Xin được anh Sơn. Chào anh.
ngon ngọt thế này thì kiểu gì cửa hàng mình cũng đông khách thôi. Anh Quân! Anh Quân ơi! Ha ha, anh đây rồi. Ui, anh đã kịp làm món chim rồi á. Ừ, có làm sao không em? Không sao ạ. Sao anh nói chuyện nghe lạ thế? Em sao, anh có việc gì không? Giờ này thì cửa hàng anh chưa bán. Em không sang xem nhà hàng anh bán hàng, em chỉ sang gặp anh thôi. Gặp anh làm gì? Sang hỏi thăm anh thôi. Sao anh lạnh nhạt với em thế? Anh bảo này. Dạ. Anh nhìn kỹ xem em ấy có cái điểm nào hợp với anh không. Ý anh là sao ạ? Thôi anh nói thẳng vấn đề nhá. Tóm lại là chúng ta không thuộc về nhau. Thế sao lúc sáng anh còn bảo là anh định cưới em? Cuối cùng là anh cũng chỉ muốn lừa em để anh lấy cái công thức làm chim này thôi đúng không? Chính xác. Vì anh mà em phải nói dối cả bố em đấy. Nói dối chả. Thôi. Xin bà, muốn khóc lóc ấy thì về cửa hàng bà mà khóc nhá. Chỗ người ta kinh doanh cũng khóc lóc. Được thôi. Nhưng trước khi em về ấy, em cũng nói cho anh biết luôn nhá. Em sang đây ấy, cũng chỉ là muốn ý tốt cho anh thôi. Tờ giấy sáng nay anh cầm ấy chỉ là một nửa công thức thôi. Còn một nửa ở đây này. Không bao giờ anh sẽ được biết nhé. Đồ dối trá. Em bảo này, với cái nửa công thức mà anh cầm ấy áp dụng cho món chim này này thì sau 5 phút ấy bụng anh sẽ sôi ùng ục. Thế rồi anh sẽ thăm anh nhà vệ sinh khoảng 100 lần. Miệng nhá. Ai đồ ngốc. Gì đấy Thắng? Anh nhìn Lam với Xuân à? Ủa dồi ôi, anh bảo này, tại sao lại cầm những cái vật nó cứng căng, thô thiển như thế này nhỉ? Cái bàn tay. Anh làm gì đấy? Hả? Làm gì ấy? Ý anh bảo là anh tiếc thương cho cái bàn tay ngọc ngà của em. Bỏ cái ra lên. Em nói cho anh biết nhé, em là gái đã có chồng rồi nhá. Anh nói chuyện với em phải đàng hoàng, thái độ phải lịch sự nhá. Mà đứng xa anh ra nhá. Em mà kêu ầm này này. Tại sao cái thằng Khải nhà em nó có cái gì mà em cứ phải phục tùng, em cứ phải sợ sệt nó thế nhỉ? Hả? Anh Khải á? Hả? Anh ấy là chồng em đấy. Chồng. Anh ấy sợ. Ôi trời ơi, Khải ơi, cứu em. Anh Khải ơi. Em ơi. Anh à? Chiều chủ động đón con nhá. Anh đi đâu thế? Anh đi làm về muộn đấy. Nhưng mà anh có về ăn cơm không, để em biết đường còn nấu. Không ăn cơm đâu, hôm nay anh đi với chú lớp. Nếu mà say thì ngủ luôn ở bên đấy. Anh đi cẩn thận đi nhá. Ờ. Chồng với trẻ con, cứ hôm nào bia rượu say là y rằng ngủ lại. Cấm thì về nhà ấy. Anh chào Thắm. Này. Hả? Sao cái mặt anh đáng ghét thế nhở? Nhăn nhăn nhở nhở. Em để ý cứ lần nào mà anh xuất hiện là y rằng anh cứ lù lùm đống nhá. Ok thì ngày nào anh chả dình anh. Ngày nào anh chả quan sát em từ xa. Duyên. Em làm gì anh biết hết đấy. Em biết rồi nhá. Hóa ra là từ trước đến giờ tất cả những cái việc ở trong nhà em toàn anh mang đi, anh buôn dưa lê cho hàng xóm đúng không? Ôi sao này. Anh đứng anh dình em còn gì? Này Thắm đừng có nói anh như thế nhá. Chẳng qua là anh quan tâm đến Thắm nên này. Anh để ý thôi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Hả? Em là gái đã có chồng nhá. Anh làm gì anh để ý đi. Thì chồng... nghiêm chỉnh đi, anh nghiêm túc cho em đi. Thế anh vẫn nghiêm túc chứ. Chồng em mà về bây giờ nhá. Thôi ghê, đầy lạ gì. Thằng chồng em đi nhậu đến khuya nó mới về thì. Đồ duyên đấy nhở. Bây giờ mà chồng em về nhá, chồng em ghen nhá, cho anh ăn đòn luôn. Nếu mà chồng em về nhá, thì em cứ bảo anh là kiểu vạn đến quốc đất cho nhà em. Kiểu vạn đến quốc đất? Nhìn anh có giống kiểu vạn đâu. Này, người hơi bị vạm vỡ đây.
Mà anh nói cho em biết nhá, sở trường của anh là nặn đất và đóng gạch đấy. Ngủ duyên. Em bảo này. Hả? Em biết rồi. Tí nữa chồng em về nhá, anh đeo ngay khẩu trang này vào để che mặt đi. Không thì chồng em nhìn thấy anh nhận ra thì làm sao? Đeo khẩu trang này vào á? Đeo khẩu trang vào. Mà phải đóng giả một cái thằng nhá là kiểu vạn đứng cua đất như đúng rồi luôn cho em. Quốc nhiệt tình nào. Chuẩn bị là hơi bị chu đáo đấy nhá. Cái này là khẩu trang dùng hàng ngày của em đấy. Tôi được rồi, bây giờ thì cho anh vào nhà rồi mình tâm sự tí nhá. Nhưng mà cái gì nó phải có giai đoạn. Không phải sai cái gì vào nhanh lên. Hả? Ngại cái gì đi vào nhà đi. Hả? Không sợ đâu. Ôi trời, chồng em về. Anh à, em tưởng đi rồi cơ mà. Quên ví. Thằng nào đấy? Thằng kiểu vạn mình ạ. Em bắt phải chợ người về đấy. Trông to cao vạm vỡ nhưng mà mỗi tội bị câm. Câm à? Không sao, vâng. Câm miễn là làm được việc. Được việc ạ. Vào vào lời chuyện lấy cho anh đi. Vâng ạ. Làm cẩn thận nhá. Làm xong rồi tí nó vào không lo cái bể cốt. Lo thêm mấy chục. Có làm được không? Làm đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.